Xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả của bóng đá phố miền Tây. Chúng ta đang có mặt tại sân vận động quân khu 7 để chứng kiến trận giao hữu giữa các thủ đa Nhiêm FC và đối thủ của họ là câu lạc bộ Viễn thông Táo Rồng. Màn tái đấu giữa hai đội bóng trong ngày hôm nay. Hiện tại thì hai đội bóng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng bước vào cuộc so tài. Trận đấu đã được bắt đầu. Cầu thủ bên phía Viễn thông Táo Rồng là những người lấy bóng trước. Lịch thi đấu của Đa Nhiêm FC trong những ngày gần đây rất tích cực khi mà họ liên tục giao hữu với các đối thủ từ sân đấu 11 người và sân đấu 7 người. Đây là cơ hội dành cho các thủ Đa Nhiêm FC để có thể mở tỷ số dứt điểm rất đơn giản và đã có bàn thắng sớm dành cho các thủ Đa Nhiêm FC. Ngay ở những phút đầu trận, Lucky Luck đã tận dụng cơ hội để mang về bàn thắng mở tỷ số dành cho các thủ Đa Nhiêm FC và họ đã vượt lên dẫn trước ngay từ rất sớm, chỉ mới phút thi đấu thứ hai mà thôi. Các thủ bên phía đội bóng áo trắng đã có được bàn thắng với đường chuyền hay và Lucky Luck là người thoát súng dứt điểm thành bàn. Pha bóng xử lý tốc độ của cầu thủ mang chiếc áo số 10 bên phía hành lang cánh và sau đó là một cú đá loại bỏ thủ thành bên phía đội bóng Viễn thông Táo Rồng và mang về lợi thế dành cho các thủ Đa Nhiêm FC từ rất sớm. Đường chèo bóng dài không vượt qua được hàng phòng ngự bên phía Đa Nhiêm FC, vẫn còn cơ hội dành cho các thủ bên phía đội bóng xanh ngọc và đây là khoảng trống mở ra dành cho Cao Trọng dứt điểm ngay. Tình huống dứt điểm đẹp mắt và tỷ số đã được gỡ hòa một đều. Pha bóng ghi bàn với một cú đá vô cùng khó chịu đến từ số 23 bên phía Viễn thông Táo Rồng. Cách biệt đã được san bằng chỉ sau khoảng vài phút. Sau khi để cho các thủ Đa Nhiêm chập thủng lưới thì các thủ bên phía Viễn thông Táo Rồng cũng đã có được những tình huống đáp trả tốt. Và chúng ta cùng nhìn lại pha lập công của Cao Trọng. Số 23 đã rót bóng thẳng về phía góc cao. Tiếp tục là nỗ lực nữa dành cho các thủ Đa Nhiêm FC. Thái Nhàn siêu nho không được. Pha dứt điểm Cần Thành đã không thành công. Một tình huống áp sát tiếp theo của đội trưởng Siven lại không mang về sự hiệu quả. Đường chuyền của Thắng Thép. Pha mở bóng dành cho Thái Nhàn. Tốc độ của số 11, Thái Nhàn đã vượt qua được một hậu vệ bên phía đối phương rồi. Tiếp tục là số 1, xử lý rất lắc léo, Thái Nhàn dứt điểm ngay. Cú đá của Thái Nhàn lại đi ra ngoài. Sau một loạt những pha đảo chân rất dẻo thì cú đá cuối cùng của Thái Nhàn lại chưa đủ chính xác để có thể mang về bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 dành cho các thủ Đa Nhiêm FC. Bóng tiếp tục trở lại với quyền kiểm soát của các thủ Viễn thông Táo Rồng. Thình Táo Rồng đã được tung vào sân. Đường chuyền của Hồ Hoàng Phúc ép một pha mở cánh hướng tới vị trí của số 21 Kiên Xem. Tuy nhiên thì vẫn chưa đủ khó khăn dành cho thủ thành Trần Việt. Và đó là pha lấy bóng của Đan 49, phản công Thi Cáp, đường chuyền cho Trần Hải. Tiếp tục là Thi Cáp, Huy Núi, pha chuyền bóng phá bẫy Việt Vị. Phòng cầm không Việt Vị trong tình huống này, vẫn còn áp sát. Cuối cùng thì bóng đã nằm gọn trong tay của thủ thành Đức Toàn. Vị trí bằng lên của Đức Hào vừa rồi đã có được pha dứt điểm nguy hiểm nhưng thủ môn bên phía Viễn thông Táo Rồng cũng đã kịp thời ngăn cản đưa bóng chạm vào cột dọc khung thành. Lại là nỗ lực của Thình Táo Rồng cùng với Phúc Bếp, một pha cài người hay đến từ vị trí của Ngọc Thụ Lâm Phong. Đây là cơ hội dành cho Tuấn Dương. Tuấn Dương đường chuyền pha áp sát, đây là khoảng trống tiếp cận dành cho Lucky Luck dứt điểm không vào. Một cơ hội nữa dành cho Lucky Luck nhưng lần này có lỗi việt vị của số 10 rồi. Trọng tài biên đã căng cơ bó lỗi việt vị của Lucky Luck nhưng trong tình huống băng xuống. Bóng trở lại với các thủ Viễn thông Táo Rồng. Đây là một cầu thủ chưa được điền tên vào bảng danh sách đăng ký. Đường chuyền. Đây là cơ hội để dành cho vị trí của Đức Hào cắt ngang rất dễ dàng. Bàn thắng thứ hai đã được ghi dành cho các thủ Đa Nhiêm FC từ một pha bóng cố định. Đó là một pha bàn bật nhuần nhuyễn và Ngọc Thụ Lâm Phong là người đã có được pha điểm bóng dễ dàng sau đường chuyền của Đức Hào. Đường chuyền của Đan 49. Một pha bóng chuyền bóng phá bẫy việt vị với tình huống di chuyển hợp lý của Đức Hào và pha căng ngang của Đức Hào đã giúp cho vị trí của Ngọc Thụ Lâm Phong dễ dàng đưa bóng vào khung thành bỏ trống. Đây là Cao Trọng, chủ nhân của bàn thắng gỡ hòa một đều. Tấn Tài, một nỗ lực xử lý hay của số 5 để qua người. Đây là cơ hội để dành cho các thủ Viễn thông Táo Rồng, đường chuyền về phía cột xa. Chưa có pha tiếp cận thành công, Trần Việt đã lao ra lố ra. Tình huống mở cánh dành cho các thủ bên phía Viễn thông Táo Rồng. Đây là Quang Apple, đường chuyền tốt, không có lỗi việt vị dành cho vị trí băng lên. Đây là cơ hội rõ rệt dành cho các chân sút bên phía đội bóng áo xanh, có thể dứt điểm. Một tình huống kết thúc đi không đủ chính xác dành cho vị trí của số 12. Quá đáng tiếc dành cho cơ hội này.
Quang Hải đã có được thời cơ sau khi băng lên. Tuy nhiên thì cú đá cuối cùng của anh lại không thể hướng bóng đi trúng khung thành. Một tình huống dứt điểm vọt xa rất đáng tiếc. Quả ném bóng đã bị Thái Nhàn cắt được và đây là cơ hội nữa dành cho Tướng Dương, đường truyền cho Thái Nhàn. Rất đáng tiếc. Tình huống xử lý kinh nghiệm của hàng phòng ngự bên phía đội bóng Viễn Thông Táo Đồng. Nhưng nỗ lực băng cắt chưa thành công của Nhật Trần. Đây lại là Thái Nhàn, một tình huống phòng ngự rất tốt của Quang Apple. Vẫn là Thái Nhàn đang giữ bóng. Tuấn Dương đã cố gắng di chuyển và cộng với đó là khả năng xử lý bình tĩnh của phòng Ngọc Phù Lâm Phong không được. Đường truyền đã cắt ngang sữa lưng của đồng đội rồi. Hai cầu thủ băng vào của Thanh Niên FC đều đã bị lỡ đà. Khoảng trống nữa dành cho Tuấn Dương. Được truyền ra. Đang bóng chính. Đột phá. Vẫn là đang bóng chính đang cầm bóng. Chọc khe, cơ hội nữa dành cho vị trí của số 20, Đức Hào làm gì đây, đường cắt ngang, quá dễ dàng dành cho các thủ áo trắng ghi bàn, tỷ số bây giờ là 3-1 dành cho Đa Nhiêm FC, tỷ số bây giờ là 3-1. Chúng ta cùng xem lại nỗ lực đột phá của Đức Hào trước khi căng ngang. Nhưng chỉ khoảng 15 phút thì VN đã nhường chỗ dành cho các đồng đội và tiếp tục trở lại ở đầu hiệp 2, anh Trần Hải cũng đã bắt đầu trở lại ở đầu hiệp 2, đây là Tuấn Dương. Những cầu thủ thi đấu xuất phát ở hiệp 1 cũng đã trở lại đội hình xuất phát ở trong hiệp 2 này. Pha thoát xuống được của Thái Nhàn không có lỗi việt vị của số 11. Thái Nhàn xu nhò qua người rồi. Có thể dứt điểm một cú đá căng. Rất nguy hiểm. Bóng đã đi xa ngoài. Một tình huống dứt điểm suýt chút nữa mang về bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1 dành cho các thủ đa như MFC với sự khéo léo của Thái Nhàn bên phía hành lang cánh trái. Pha ngoặt bóng lại và dứt điểm chân phải đi rất khó chịu. Pha mở bóng. Vẫn còn. Mất bóng rồi. Nadi, Nam Nadi. Vẫn là sự lắc léo đến từ vị trí của số 1. Có khoảng trống không có lỗi việt vị dành cho các thủ bên phía đội bóng áo xanh. Đây là một cơ hội rất lớn, dứt điểm đi, không vào. Quá đáng tiếc dành cho các thủ bên phía đội bóng Viễn Thông Táo Rồng. Họ đã để lỡ cơ hội để có thể thu hẹp cách biệt. Hai đội đang giằng co trong hiệp 2 khi chưa có bàn thắng nào được ghi thêm. Những tình huống triển khai của các thủ đa nhiệm chưa phát huy đủ hiệu quả. Đây là Thái Nhàn, tốc độ của số 1 vẫn là nỗ lực của Thái Nhàn siêu nhỏ có thể dứt điểm. Không có được cú đá thành công, các hậu vệ bên phía đội bóng Viễn Thông Táo Rồng đã kịp thời che chắn giúp cho thủ môn của họ. Một tình huống mà số 1 đã thể hiện được tốc độ và sức trẻ của mình. Thái Nhàn, nỗ lực của Thái Nhàn siêu nhỏ. Bỏ vào trong, đi bóng rất lắc léo. Những tình huống vây ráp của các thủ bên phía đội bóng áo xanh đã kịp thời giải quỳ. Và đây là pha phản công dành cho các thủ Viễn Thông Táo Rồng. Một tình huống cướp bóng hay. Tốc độ băng lên nhưng liệu sẽ có được tình huống phối hợp chính xác hay không. Được truyền. Sực đáng tiếc pha chuyền bóng cuối cùng lại không gây được uy hiếp về phía khung thành của thủ thành Trần Việt. Những nỗ lực lên bóng nữa dành cho các thủ áo trắng. Một đường chuyền mở cánh dành cho anh Trần Hải. Khoảng trống mở ra dành cho số 18. Cú treo bóng. Phòng tôm khống chế, đây là cơ hội dứt điểm. Vẫn còn Duy Ven. Duy Ven lại không đủ tốc độ để có thể chớp cơ hội này để có thể tung ra cú đá. Đường truyền khá hay, có thể dứt điểm, đây là cơ hội. Kết thúc, không vào, bóng vô cột dọc. Quá đáng tiếc, một cơ hội ngon ăn đã bị bỏ lỡ dành cho các thủ bên phía đội bóng Viễn Thông Táo Rồng. Phía Viễn Thông Táo Rồng. Pha di chuyển không bóng cực kỳ tốt để có thể chiếm lĩnh khoảng trống và tung ra cú đá lừa được thủ thành Trần Việt, nhưng không may cho chân sút áo xanh. Khả năng vẫn đang di chuyển bình tĩnh, xây sở rất dẻo. Một pha tiểu bóng nữa dành cho Thái Nhàn siêu nhỏ, không có lỗi việt vị của Thái Nhàn siêu nhỏ, bên trong đang là Duy Ven. Ở phía tuyến hai đang là pha di chuyển của Phong Tôm và cú đá ở góc hẹp đã không thành công dành cho vị trí của số 11. Bóng tiếp tục trở về với các thủ đa nhiệm FC. Một đường truyền tốt, khoảng trống dành cho Phong Tôm, dứt điểm ngay. Cú đá rất căng nhưng lại chưa đủ hiểm hóc của Phong Tôm. Tình huống mà số 29 đã có được khoảng trống ở khu vực trung lộ một cách rất trống trải. Tuy nhiên chưa có bàn thắng thứ tư dành cho các thủ đa nhiệm FC được ghi. Nỗ lực chuyền bóng của số 11 lại đưa bóng đến vị trí của Thái Nhàn siêu nhỏ. Pha càng lướt của Thái Nhàn siêu nhỏ trước sức ép của hàng phòng ngự đối phương. Phong Tôm một cơ hội nữa dành cho số 29. Quyết định dứt điểm. Không được. Vẫn là pha ra chân chưa đủ chính xác của Phong Tôm.
Những cơ hội lửa liên tiếp đến với vị trí của Phong Tôm nhưng anh vẫn chưa thể lập công dành cho các thủ Đa Nhiêm FC. Cú đá ở cự ly khoảng 17m của cầu thủ mang chiếc áo số 29. Rất đáng tiếc, 3 cơ hội ăn bàn dành cho Phong Tôm nhưng số 29 là không có được pha lập công nào. Quốc Thiên vào sân và thi đấu ở vị trí mà Thi Cáp để lại, vị trí trung vệ. Nỗ lực tấn công nữa, đây là vị trí thoát đi của Đức Hào. Đức Hào phía bên trên đang có rất nhiều những đồng đội áp sát, dứt điểm vào thêm một bàn thắng nữa. Hat-trick dành cho Ngọc Thụ Lâm Phong. Tỷ số là 4-1 dành cho Đa Nhiêm FC và số 12 đã hoàn thành hat-trick của mình ở trong trận đấu này. Chỉ mới trở lại sân chưa đầy 30 giây thì các thủ bên phía đội bóng áo trắng lại được có thêm một pha ăn mừng nữa đến từ vị trí của số 12. Cú chơi bóng của Đức Hào đã chạm vào chân của một cầu thủ bên phía đội bóng Viễn Thông Táo Đồng đổi hướng và nó vô tình rơi ngay trước mặt di chuyển của chân sút Ngọc Thụ Lâm Phong. Không có lỗi việt vị trong tình huống này, pha băng lên nữa của các thủ bên phía Viễn Thông Táo Đồng. Có vẻ như đó là tình huống quyết định dứt điểm. Những nỗ lực kiểm soát bóng vẫn là những pha xoay sở tốt đến từ các thủ bên phía đội bóng áo xanh. Không được, quá đáng tiếc, một tình huống bị hụt hơi của các thủ bên phía đội bóng Viễn Thông Táo Đồng để có thể tiếp cận và dứt điểm. Cơ hội đã mở ra dành cho vị trí của số 7, Phong Tôm. Phong Tôm làm gì đây, thêm cú đá nữa, vẫn là cú dứt điểm đi chưa đủ chính xác. Cơ hội thứ tư dành cho Phong Tôm trong hiệp 2 này. Số 29 vẫn chưa thể kết thúc thành bàn. Quá đáng tiếc cho các thủ Viễn Thông Táo Đồng. Họ đã không thể triển khai được một pha bóng thành công khi đã có được khoảng không gian rất lớn. Những pha xử lý bóng quá khó hiểu. Vẫn là các thủ bên phía đội bóng Đa Nhiêm FC. Huy Núi. Đường xuyên mở cánh dành cho Huy Núi. Căng ngang, lúc kỳ lắc. Lúc kỳ lắc xâm nhập phòng cấm. Khoảng trống dành cho Phong Tôm. Tuyển 2. Đặng Bông Chính đang là người cầm bóng. Cú dứt điểm rất chính xác của Đặng Bông Chính. Tỷ số bây giờ là 5-1 dành cho các thủ Đa Nhiêm FC rồi. Số 49 kết thúc hiệu quả hơn hẳn so với vị trí của Phong Tôm. Ở góc đá tương tự, Phong Tôm đã có 3 lần nhưng không kết thúc thành bàn. Đặng Bông Chính thì chỉ cần một khoảng không gian thôi. Cú quăng chân của cầu thủ này đã đi cực kỳ hiểm hóc. Tủ Trần. Vẫn là những pha giữ bóng tốt. Đức Hào. Đức Hào. Một pha mở biên. Quả chạy bóng của các thủ Đa Nhiêm FC. Bóng đã không đến được vị trí của Huy Núi cùng với Lúc Kỳ Lắc. Tấn Tài phản công dành cho các thủ bên phía Viễn Thông Táo Đồng. Đường chuyền tốt. Nỗ lực xây sở của các thủ bên phía đội bóng áo xanh. Tiếp tục là Tấn Tài. Chọc khe. Thằng Massa vẫn chưa thể tung ra cú dứt điểm. Như vậy thì tiếng còi kết thúc trận đấu cũng đã được vang lên. Đa Nhiêm FC có được thắng lợi cách biệt 5-1 ở trận giao hữu tái đấu với các thủ Viễn Thông Táo Đồng. Một trận cầu họ đã hiệu quả hơn hẳn và sức ép liên tục của Đa Nhiêm FC đã được giữ vững. 5 bàn thắng đã được ghi.